Chuyên mục nhận định thị trường. Tuần này thì chúng tôi muốn đề cập tới mảng bất động sản công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Việt Nam nói chung. Ngay sau đây thì ông Nguyễn Khánh Toàn, quản lý bộ phận nghiên cứu thành phố Hồ Chí Minh của công ty tư vấn Savi Việt Nam sẽ đưa ra những góc nhìn về xu hướng của mảng bất động sản này hiện nay. Liệu thị trường đã có những tiến triển gì tốt hơn cùng với đà hồi phục của nền kinh tế trong nước và thế giới hiện nay hay chưa? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Tình hình thị trường bất động sản công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2013 cũng như đầu năm 2014 có khá là nhiều cái yếu tố khởi sắc. Thứ nhất là về cái tình hình hoạt động của thị trường. Ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng đã biết là thì với cái lợi thế về quy hoạch cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội rất là mạnh trong những năm gần đây, cùng với cái những lợi thế về hạ tầng cảng biển đã làm cho cái tình hình hoạt động của thị trường khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận rất là tốt. Theo đánh giá của chúng tôi thì hầu hết các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt những cái khu công nghiệp tại khu vực phía Tây và phía Tây Bắc của thành phố Hồ Chí Minh đều đạt được cái công suất thuê khá là cao. Là hầu hết các khu công nghiệp đều đạt được cái công suất thuê trên 90%, thậm chí có những khu công nghiệp là đã đạt được công suất thuê 100% trong một thời gian khá dài. Thì đây theo chúng tôi đánh giá là chỉ một chỉ số rất là tốt và khả quan cho thị trường. Tương tự như vậy thì tình hình hoạt động của các khu công nghiệp tại khu vực lân cận như Đồng Nai hay là Bình Dương cũng đều đạt được những công suất cho thuê cũng đạt cái mức rất là cao. Những cái yếu tố chính để lý giải cho cái tình hình hoạt động tốt của thị trường. Thứ nhất là về cái vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các cái tỉnh lân cận là một trong những khu vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài cao nhất tại Việt Nam. Như chúng ta đã biết là trong khoảng nửa năm đầu, thành phố Hồ Chí Minh tổng cái vốn đầu tư FDI, đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tăng đến hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Và đặc biệt là về chất lượng của cái vốn FDI này thì chúng ta thấy là thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn gần 20 năm phát triển và hình thành và phát triển cái bất động sản khu công nghiệp, và đến nay thì đã trở thành một cái thị trường mang tính rất là trưởng thành. Chúng tôi kỳ vọng là hoạt động của các khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiêng theo hướng sẽ phát triển theo hướng giá trị gia tăng và sẽ tăng cường cái việc phát triển của những cái khu công nghiệp mang tính giá trị cao, ví dụ như là đầu tư về công nghệ cao cũng như là các công nghiệp phụ trợ. Thì đặc biệt chúng ta thấy gần đây là Samsung cũng đã có ý định đầu tư khoảng 1 tỷ đô la để phát triển cái khu vực nhà máy cũng như là khu vực R&D nghiên cứu của tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một dấu hiệu cho thấy xu hướng của bất động sản công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển dần sang cái hướng là giá trị cao. Những cái mảng công nghiệp khác, ví dụ như công nghiệp nhẹ hay là công nghiệp sản xuất thì dần dần sẽ chuyển sang những cái khu vực địa phương lân cận, những cái khu vực vệ tinh ví dụ như Đồng Nai, Bình Dương hay là Tây Ninh và Long An. Thì đây là cái xu hướng phát triển của thị trường khu công nghiệp trong tương lai.